Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Big Guy, Siren here. So how has been checked by Siren here and custom cuts. You saw his. So brother and set. What's up? Wow, Siren here. Rất là to. Ta phá mất cái mái rồi. Ở tựa game này thì các bạn sẽ hóa thân là một cô làng Big Guy. Anh chàng này thì đang bị thương. Bây giờ thì mình sẽ phải tìm hộp cứu thương. Ok, đây rồi. Captain Gus had arrived. Vậy thì mình phải tránh anh mèo này, nếu không anh ta sẽ bắt mình. Ok. Let's go. Bây giờ thì phải vào để lấy quả chuối. Wow. Đây rồi, quả chuối đây. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Subway Surfer. Ok, let's go. Thank you.
能够达到幕后。Oh my gosh, 这个说给宝贝的天明写上这个图吧，你老实来吧。Let's go.Đây là một game 3D rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok, và hiện tại thì mình sẽ đi theo quả bóng này. Đây chúng ta có khóa một chiếc chìa khóa. Wow.Mình sẽ đặt cái này lên. Rồi mở cánh cửa đây ra là Let's go. Wow, tao vẫn chưa nhìn thấy mình. Okay, let's go.Rồi mình sẽ chờ ông ta đi vào nhà, sau đó thì mình sẽ đột nhập ra là sao, dùng cái này để mở khóa ra. Ok, let's go.Đây chiếc chìa khóa màu đỏ ngay lúc đầu mà ông ta đã cầm để ông ta khóa một cánh cửa. Rồi, và mình đã đột nhập vào trong căn hầm của ông ta. Bây giờ mình sẽ tiến sâu vào trong. Tiếp tục vào.
go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ tư. Hello ICA Cream. Let's go. Bây giờ mình sẽ đợi ông ta đi vào sâu. Sau đó thì mình sẽ đem món đồ đây. Đây là chỗ món đồ mà mình cần phải lấy. Ok. Ở này đâu nhỉ? Đây rồi. Ở trên lóc, tầm bên kia. Thế thì mình phải trèo bằng chiếc xe này. Tiếp tục trèo lên đây. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sidon here. Boogie game. See you later.
khía bạn gặp Siren Hill. Các bạn sẽ phải cầm súng vào bắn nó. Mình vẫn chưa thấy Siren Hill đâu. Chưa thấy đâu. Đó, các bạn cứ đi. Sau đó thì sẽ tìm con Siren Hill và bắn nó. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Let's go. Ở đây các bạn đi thu tập và sau đó cấp vào trong này. Mình đã xây được một nửa cái nhà rồi. Được một phần nhà rồi. Đây là một tựa game sinh tồn. Let's go. Đây thì xây hơi khó một chút, cho nên các bạn phải đứng tầm này. Đây, ok, vẫn không được. Wow. Nó lại thành ngược rồi. Mình thử đứng ngược đây xem, vẫn ở đấy. Wow. Ô, zombie. Rồi sau đó các bạn sẽ đi thu thập thêm và sẽ xây cho đủ căn nhà, và khi đó thì các bạn vào trong nhà và trốn và tránh thoát khỏi con zombie. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Dark Ice Cream.
我里头收来。能量已经真的好了。OK。欢迎来到。Tiếp tục đi vận chuyển hai lơi nữa là các bạn sẽ hoàn thành được game. Đó rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hello Slyball, he and six. Ok, và tới game này các bạn mới đi tìm những con thú bông. Sau đó thì các bạn sẽ phải cho vào trong giỏ. Tất cả là 16 con. Let's go. Wow, anh chàng đang ở ngay đây. Yeah, okay. Món đá ở đây. Giờ mình phải đi lấy thêm một món đá nữa. Thì bắt đầu với nhảy cao đây. Mình sẽ cái này vào đây nào. Let's go. Oh my god. Được rồi.
Whoa, whoa, whoa. Để phân biệt vào anh chàng này. Rồi, mình sẽ trèo lên đây. Yeah, ok. Bám, bám. Bám chưa bám được. Wow. Oh my god. Ok. Vẫn chưa lên được. Oh, bị bắt rồi. Oh my god. Rồi ok, và bây giờ thì mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.